Hello, xin kính chào anh chị. Hôm nay Thắng có dịp đi Long An để mà mua cái xe Fortuner 2017 nha anh chị. Ở nhà cô chú ở đây thì bán bên vật tư về trồng trọt anh chị, vật tư nông nghiệp. Dạ, rất là rộng luôn. Thì cô chú cũng lớn tuổi rồi, không có lên thành phố để mà ký được, thì Thắng xuống đây để mà xem sơ lại cái xe, mang tiền theo và ký công chứng và nhận cái xe về. Chiếc Fortuner 2017 máy xăng số tự động một cầu anh chị, đi được 77.000 cây, màu nâu nha. Xe thì biển thành phố nhưng mà cô chú nhà ở Long An. Xe màu nâu. Xe này về thì bên Thắng sẽ cho kiểm tra chất lượng nè, lái thử và làm đẹp lại. Xe thì nội thất vẫn còn nguyên bản giống như mua mới anh chị, giống như mua mới luôn. Xe ghế zin 2017, xe này xe nhập. Và xe này là tháng 9 2017 cho nên là có trang bị cái tính năng cân bằng điện tử nha anh chị. 2017 thì nó có hai phiên bản, một phiên bản là có cân bằng, một phiên bản là không. Xe thì bên phía tài này, thì cửa nẻo thì nó sơn zin. Xong bên về bên Thắng sẽ cho đánh bát đánh bóng thôi chứ không có sơn lại. Bên trong nội thất rất là sạch anh chị, xe gia đình. Chú là chú mua xe này mày xe mới á, chú mua ở Toyota Bến Thành. Hôm nay là bán để mà đổi xe, cuối năm rồi, bán đổi xe. Lớp liếc rồi zin theo xe hết. Xe biển thành phố cho nên là anh chị nào mà mua cái xe này á, thì nếu mà ở tỉnh á, thì mình Thắng sẽ rút hồ sơ gốc nó cũng nhanh anh chị. Ở thành phố thì hiện nay rút hồ sơ gốc tầm khoảng tuần đổ lại. Rồi còn đối với anh chị nào mua về thành phố thì chúng ta giữ biển nha, giữ biển. Thì hiện nay thì cũng gần Tết rồi, cho nên bên Thắng đang mua vào những ưu tiên những cái xe biển thành phố để mà rút hồ sơ nhanh và anh chị có xe chúng ta đi Tết. Xe nội thất rất là đẹp anh chị, xe gia đình, một chủ mua mới từ đầu. Có bên hai cái cửa bên phía phụ anh chị là có trầy xước, nhưng mà chú đi làm sơn ở gara bên ngoài á, nước sơn không có đẹp cho nên về bên Thắng sẽ cho sơn lại nha. Sơn lại ở hai cái cửa trước và cửa sau bên phụ. Xe thì số tự động 6 cấp, lớp lớp zin còn khá là dày luôn. Đối với chiếc lớp này bên Thắng về sẽ không có cho thay lại mà vệ sinh thì phụ cái lớp dưỡng thôi. Lớp còn dày thì đi khoảng độ 20.000 nữa anh chị phải thay nha. Đèn đèn zin hết, mặt ca lăng không có bị cắn đụng, không có bể gì hết nha anh chị. Thì chạy quãng đường là 4 tiếng đồng hồ anh chị, từ Sài Gòn mà xuống tới nhà cô chú là 4 tiếng đồng hồ á. Tại vì nhà cô chú là gần biên giới luôn. Xong rồi anh sẽ chạy về công ty. Thì đối với mẫu này thì anh chị muốn coi xe thì chắc hẹn anh chị sáng mai rồi. Sáng mai anh chị lên coi xe nha. Xe này bên Thắng về kiểm tra chất lượng, dọn dẹp rồi sẽ bán lại với mức giá là 815 nha anh chị. Fortuner 2017 máy xăng một cầu, giá là 815, đi được 77.000 cây. Thì bây giờ cũng là 3 giờ rồi, thì ra ký công chứng này nọ cũng tốn thời gian khoảng chắc 4 giờ mới xong. 4 giờ mới xong thì Thắng chạy về chỉnh 3 tiếng đi, 3 tiếng rưỡi đi, thì cũng khoảng 7 8 giờ mới tới. Thì anh chị nào mà cần coi xe thì chắc hẹn sáng mai lên đi thì coi xe nha anh chị. Hẹn anh chị ở Toyota Tân Cảng vào sáng mai để xem cái xe Fortuner 2017 này nha. Rồi, rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.